안녕하세요 여러분 Xin chào tất cả mọi người mình là Ren. Hôm nay mình sẽ đi tiếp tục phần số 9 của học 190 động từ tiếng Hàn cần thiết dành cho sơ cấp 2. Phần này cũng sẽ gồm có 20 từ và 20 ví dụ minh họa. Vậy thì mình cùng nhau bắt đầu nha mọi người. Nè, 시작하기 전에 부탁할 소요, 쿠쿠스로써. Trước khi bắt đầu, mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem video tiếp theo trên Ren Channel nha. Để Nè, 시작합시다. 틀리다. 틀리다 sai cái này là đúng sai nha các bạn 틀리다 mình sẽ có là bạch chim mà chữ r theo sau là chữ r nữa thì chữ r thứ hai sẽ đọc là l 틀리다 nè 틀리다 lên giọng xíu nha mọi người 틀리다 답이 틀렸어요 답이 틀렸어요 nè đáp án sai rồi 답 ở đây là đáp án mình có thể là thập ăn cũng được ha tuy nhiên là thường là dùng thập cho nó ngắn gọn thập bí thứ tà khi chia đuôi quá khứ thì sẽ là thứ li sợi u. Nè, mình sẽ có tà bỏ tà đi khi chia đuôi quá khứ của um, vô thì mình sẽ xem là nguyên âm là y thì sẽ cộng với sợi u y thì sẽ cộng với và viết tắt lại là tilasu nè đáp án sai rồi thà vì tilasu palida palida được bán bị bán mình sẽ có tương tự palida và chim là chữ r theo sau là chữ r nữa thì chữ thứ hai sẽ đọc bảo là palida được bán này á nó là bị động của cái từ 팔다 bán đó, các bạn mình bán cái gì đó là 팔다 còn mình cái gì đó được bán đi hoặc là bị bán đi thế là 팔리다 nè 팔리다 và Palta", các bạn lưu ý là hơi khác nhau một xíu nha 잘 팔렸어요 잘 팔렸어요 bán chạy cái gì đó ở phía trước này được bán chạy ví dụ như sách bán chạy trái cây bán chạy hoặc là vé bán chạy cái gì đó thì mà, 잘 팔렸어요 잘잘 cộng với phía sau đó là cái điều gì đó tốt giỏi uh, tùy theo trường hợp cái động từ phía sau nha các bạn ở trong trường hợp này được bán thì mình đi với sale mình sẽ dịch ra tiếng việt mình bán chạy bán đắt bán uh, đắt như tôm tươi nẻ thể tương tự đối với pali đã khi chia đuôi thì quá khứ tức là được bán dạy đã được bán chạy rồi cái việc đã, đã xảy ra rồi thì mình sẽ cộng với pali ta bỏ tà đây nguyên âm cuối cùng của nó là y y thì sẽ cộng với osseu là pali và viết tắt lại là palasio palasio -sa nè sai palasio -sa bán chạy pio da pio da pio -da". da bung, bung, bung. Nói, mình bung dù vương trong nhà mình vươn vai lên Okay, 펴. 네, mở rộng ra mình cũng có thể sử dụng từ phỏ Ví dụ, 우산을 펴요. 우산을 펴요. bung dù hoặc là mở dù ra. 우산 ở đây là cái dù, cái dù đi mưa thì mình sẽ có 우산 và khác với cái dù đi mưa. Lúc mà đi nắng á thì mình sẽ có cái dù gì các bạn? Đi nắng thì mình sẽ có là chẳng cơn mà... <laughs> U san ở đây là dùng che mưa nha các bạn còn khác với Usan á mình sẽ có là dạng gì á nó. mình sẽ có là dạng san dạng san dạng san này là dù che nắng nha các bạn dù dùng để che nắng nè cách mình nhớ hai từ này cũng đơn giản thôi ở đây là u u ở đây là mưa đó các bạn mình có cái từ là uki mùa mưa u ở đây nó mình nghĩa là mưa san u san cái dù che mưa nè dặn san dặn san này mình không biết là mình có diễn giải đúng hay không dặn ở đây á nó trong cái từ the ăn thái dương á các bạn là mặt trời á cái dù mà để che ánh nắng mặt trời á thì mình sẽ có là dặn san thì thường là mình phân tích sơ sơ như vậy để mình nhớ cái từ thôi nè u san dặn san nè u san nên pho pho ta ta là mở là bung ra pho ta khi chia vô thì mình sẽ có do do thì, sẽ, có, thì, sẽ, có, thì sẽ cộng với o vô Pyo o và mình sẽ viết lại là pyo u Tắt lại này. bung 펴요 bung 몸률 lên tiếp tục 풀다 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 này có rất là nhiều nghĩa mình sẽ áp dụng mình sẽ dịch theo những cái trường hợp khác nhau tùy vào cái từ đứng phía trước của từ 풀다 này ha 풀다 này có nghĩa là giải, ví dụ giải đáp thắc mắc, giải đáp hiểu lầm, giải cái gì đó, giải bài toán thì mình cũng dùng 풀다, hoặc là cởi áo ra, cởi cái gì đó, cởi bỏ gì đó, tháo ra mình cũng dùng 풀다 được, mở ra mình cũng dùng 풀다 được ha. Ví dụ như là mở hành lý ra, 짐을 풀어. nè mình có thể sử dụng ha. Ví dụ, 우헤를 풀었어요. 우헤를 풀었어요 u hê giải tỏa hiểu lầm u ừ, hê u ừ, hê là hiểu lầm nha các bạn u ừ, hê ở đây u ở đây á cái là cái sự mà ngộ nhận á các bạn u nè cái sự ngộ nhận cái sự mà à, nói chung là không có đúng sai lầm á thường là chữ u đi với u cái gì đó rồi he he ở đây á là hiểu trong cái Y he đấy các bạn các bạn có thể phân tích sơ sơ ra có thể theo hiểu biết của các bạn nè ủ hé hiểu lầm tạ là giải đáp giải giải uh, tỏa tháo gỡ cái gì đó thì trong trường hợp này ủ hé tạ mình có thể giải tỏa hiểu lầm tháo tháo gỡ cái hiểu lầm cũng được ha nè tạ khi chia thì quá khứ sẽ cộng với osu và mình là có là ủ hé를 풀었어요 giải tỏa hiểu lầm pida Pita Nở Cháy Nở trong trường hợp này là nở hoa các bạn Cháy ví dụ như là uh, lửa cháy hay cái gì đó cháy Thì mình cũng sử dụng là Pita Để uh, trường hợp nở ha Mình sẽ đi vào ví dụ trường hợp nở Kuchi Pyo Kuchi Pyo yo. Hoa nở Kut Ở đây là hoa các bạn Pita yo thì, thì có I 위암 에이디가 언불 어유 피어유 뒷 번지 위딱 랄라 펴유 꽃이 펴요 화어 헤어지다 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 미어지다이지다이네 남자 친구와 헤어졌어요 남자 친구와 헤어졌어요 네지다이비맹자 nam già là con trai chin là bạn bạn con trai tức là bạn trai nam già chin mình sẽ có danh từ có bà chim thì mình sẽ cộng với qua không bà chim thì mình sẽ cộng với qua là và hoặc là với danh từ cái hành động phía sau này và với danh từ thì cái này nắm ra quả cái gì đó với bạn trai rồi động từ của mình là heo chị đã là chia tay khi cộng với đuôi quá khứ của đuôi vô thì mình sẽ có gì các bạn mình sẽ có ở đây là hear chị đã thì nguyên âm của mình là y thì mình sẽ cộng với osu hear osu và mình sẽ viết lại là hear osu chỗ này nhớ ha cái chi này cho này mình sẽ đọc là cho đọc thoải mái là cho người ta cho phép mình đọc là cho thì mình sẽ đọc là 헤어졌어요 không đọc 헤어지었어요 như sẽ rất khó ha nam자 친구와 헤어졌어요 nam자 친구와 헤어졌어요 chia tay với bạn trai tiếp tục Hoa 화나다 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 là nổi nóng hoặc là nổi giận nè huan ác ấy, hớn ác ấy, đừng làm tôi nổi giận nha, đừng có làm tôi nóng giận nha, đừng làm tôi nổi nóng nha, mình có hoa na là nổi nóng nổi giận, Mẹ hoa <laughs> ở đây mình sẽ có là cộng với kha là làm cái gì đó, làm cái gì đó làm cho làm cho đi ha nè làm cho động từ kê hà đà à, đừng làm cho tôi tức giận đừng làm cho tôi uh, như ta. à, đừng làm cho tôi xấu hổ đừng làm cho tôi cái gì đó thì mình sẽ sử dụng động từ kê đà, ha đà hả các bạn <laughs> tiếp tục mình sẽ có hà đừng là là làm cho nổi giận mà trong trường hợp này mình có động từ cộng với chi mà dùng trong văn nói mang nghĩa là đừng đừng động từ. Thì mình sẽ ghép vô luôn nguyên cái cụm này đó là đừng làm cho nổi giận. Ở đây không có chủ ngữ thì tức là chủ ngữ là 체가 <laughs> hoặc là ne. 안 저를 미안 저를 hoặc là 나를, 미안, 존에다 비누니, 그백. 터를, 화나게 하지 마세요. 나를, 화나게 하지 마. 아가 내 마, 농. 환하게 하지 마. 화나게 하지 마. 은들, 넌 또, 농약. 흐르다. 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 은르다 흐르다. 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 흐 흐르다. 물이 흘러요. 물이 흘러요. 네, 좀 như hợp này là 흘러요 nha các bạn. Đánh bị sai ghi bị sai luôn. Nước chảy. Sẽ có 물 Mul ở đây là nước nói chung. Nè, hurda. Nè mình sẽ có cái từ phân tích cái từ hurda này nha các bạn. Hurda. Hurda này có bất quy tắc của chữ ư. Bất quy tắc của chữ ư là sao các bạn? Đầu tiên là mình sẽ bỏ ư đi đầu tiên là mình sẽ bỏ ư và double r tức là thêm một chữ r làm bạch chim cho từ trước và sau đó mình sẽ chia cái từ chữ r tiếp theo dựa vào cái nguyên âm của từ đứng trước nguyên âm của từ đứng trước là chữ ư hư thì này sẽ cộng với o vô hư lờ nè vui đi hư lò đi hư lờ vô nước chảy tiếp tục hưng đưa đà hưng hưng là vẫy lắc rung lay lay nói chung là mang nghĩa là nó cứ qua lại qua lại qua lại nhìn các bạn vẫy vẫy thì cái tay mình đi qua lại qua lại cây lắc lư thì nó cũng qua lại qua lại cái hành động gì nữa, nó lắc lư lắc lư qua lại qua lại có cái biên độ đều đều thì mình sẽ gọi dùng hưng thường là vẫy tay né cây rung lung lung lay mình cũng dùng hình như ta hình như ta son ấy hân từ đời ạ son ví dụ ai đã từ xa phải tay với mình son ấy hân từ đời hoặc là ô ở đây là tay cái bàn tay của mình á hân từ ta khi cộng với đuôi thì mình chỉ cần thêm o vô thôi và đọc nối lên son 흔들어요. 바이다이. 손은 흔들어요. nè hưng 흘리다. 흘리다. đốp, hưng đi là chảy làm rơi vải là mình 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 làm rớt cái gì đó ờ, thì mình cũng dùng là hưng đà nha các bạn đây lưu ý nha Bà chim là chữ r theo sau là chữ r thì chữ r thứ hai đọc là là hưng đi đà nước mưa được. 흘려요 눈물을 흘려요 눈 chảy nhé nước chảy nước mắt chảy né. nước m... chảy nước mắt chảy nước mắt nhé 눈물 눈 ở đây là cái con mắt mình đó các bạn. 물 là nước thì 눈물 là nước mắt nhé 흘리다 흘리다

Danh từ có bà chim mình sẽ dùng ư ừ, ru Và không có bạch chim thì mình dùng ru Nó thường nó đi với khả tà u tà Nó mang nghĩa là đi theo hướng Cái cái danh từ này là đi theo hướng nào đó Nè, đây là bà ta Theo hướng biển á các bạn hello lo khả tà, là chạy theo hướng biển Nè, khả nghi bà ta sông chảy lo Xong chạy ra biển Nó là một chuyện hiển nhiên Tiếp tục 혼나다 cái này thì mình hay nghe là hôn na hôn na hôn na là bị la bị mắng ba mẹ la ba mẹ mắng thì mình sẽ dùng hôn na tạ ông má hôn na sờ ờ ông má hôn na sờ bị mẹ la nè ông má ấy là mẹ hạnh thể bởi tại ai đó nha các bạn bởi tại thường dùng cho văn nói nha các bạn hoặc là mình có thể xương xử... ổng má ghê cũng được ha thường văn viết thường dùng e ghê và văn nói là dùng mình hạnh thế khi chia quá khứ là hun u các bạn có thể xem hôn nguyên âm là a thì sợ cộng với quá khứ là a sờ u hôn u hai chữ a rút một chữ đi ngắn lại còn 혼났어요. 네. 엄마한테 혼났어요. 메메라. b 아이라 thì các bạn k 어요 đây. ví dụ, giáo là, anh 혼났어요. 음, 아빠한테 혼났어요. 애인한테 혼났어요. 상자한테 혼났어요. 다 됩니다. 똑똑. 향하다. 향하다. 향. 향하다. 흥라흥 ứ về. 라 hướng hướng về cái hướng nào đó hoặc là đi hướng về hoặc là hướng về cái gì đó thì mình sẽ dùng chăng tả 집이 바다를 향해요 집이 바다를 향해요 nhà hướng ra biển mình có thể 바다르 thì mình có thể thay bằng đà, ru cũng được các bạn theo cái hướng nào đó mình sẽ dùng ru cũng được ru ru không có bạch chim nên mình dùng là ru

làm lại từ đầu hay không ví dụ như hai vợ chồng chia tay rồi á cái mình muốn quay lại á uri hấp chích cá thà hấp chích nè hấp chích hoặc là chia tay với bạn người yêu rồi, rồi mình muốn quay trở lại với người ta uri hấp chích nè hợp lại trong trường hợp này oh, mình có thể quay lại với nhau không hấp chích <laughs> mình nghe cái từ này hấp chích đã nhanh chỗ này bị viết sai nha hấp chích nè

thoải mái hợp sức lại mình hợp sức lại mình gặp sức lại nè hím ơi hấp trời tiếp tục 피하다 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 là tránh trốn tránh gì đó tránh né gì đó 피하다 ví dụ tránh tránh cái uh, ngại vật tránh mặt ai đó uh, tránh trốn tránh cái điều gì đó mình sẽ dùng 피하다 책임을 피해요. 책임을 피해요 trốn tránh trách nhiệm, mình sẽ có kim là trách nhiệm nha các bạn. Check ở đây nó mang nghĩa là trách đó các bạn, im nó mang nghĩa là nhiệm trong cái từ là imu nhiệm, nhiệm vụ đó các bạn. Check trách, trọng trách, trọng check hả? Chính sách chứ, chính sách, trọng là chính chính sách. Nè, trọng trách là trung check hả? Nè, theo tiếng hán hình như là như thế, trọng trách check 피하다 지루요산 피해요 책임을 피해요 trung tránh trách nhiệm à chỗ này bị đánh sai nha các bạn chỗ này đánh sai các bạn nhớ là các bạn uh, chỉnh lại theo mình nha tại đánh mình coi lại mà. một người đánh xong rồi mình tự mình đánh xong mình tự mình coi lại á mình không có thấy cái sai của mình nha mà người khác coi thì người ta sẽ thấy cái sai của mình nè <laughs> không ai kiểm tra dùm hết nên là bị Pada 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 có nhiều nghĩa ha các bạn Đào mình đào bới gì đó Pada Pada Ngoáy lên mũi mình cứ dùng Pada Né Khu mong ơ Pát sợ mong Pát sợ ở đây là cái lỗ Cái lỗ Khu mong Mình có thể dùng Lỗ tai Khi khu mong nè Khi khu mong Cũng được ha Khúc mông là mũi Khúc cú mông Mình có thể sử dụng từ cú mông Pa đà Pa đà chi đuôi vô sẽ thành pa sờ Thì quá khứ ha Pa đà Bình thường a thì sẽ cộng với a sờ du Pa Và tắt lại là pa sờ Cú mông là pa Đào cái lỗ, đào cái hố <laughs> Tiếp tục Thông a đà Thông Mình thấy là thông Thông là nghĩ theo tiếng việt mình thôi thông a đạt thông 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 tức là nó thông á các bạn thông thông qua thông á các bạn nghĩ như tiếng việt mình vậy thông thông qua thông hiểu gì đó thông thảo gì đó nè thông à a đạt này bà đi thông hiểu bà đi thông hiểu bà đi thu nghèo câu này thường mình nghe rất là nhiều bà ở đây là lời nói thu a tà là thông thông hiểu tức là hai người đó oh, mở đi thu nghèo tôi với bạn mở đi thu nghèo tức là hai người rất là hiểu nhau rất là thông hiểu cái ý của nhau đó. thì mình sẽ dùng bà đi thu nghèo hai vợ chồng rất là hiểu ý nhau bà đi đi bà đi thu nghèo để rất là hiểu ý nhau ha nga thu toada thu thu ha tà trong trường hợp này là ói mở nôm ở cái gì đó Thu thu mình ấy từ trong người mình mình nói ra ngoài thua tà để phi lư thua hết sờ phi hết sờ máu <laughs> này cái này hơi ghê ha phi ở đây là máu các bạn thua tà chi thi quá khứ sẽ là thu hết sò du thường là mình uh, nhớ cái từ ói này khi mà mình đi xe mình bị xe xe ôi thu hết sờ

ở bên đây thì thường á mình hay vũ mền mùng á các bạn tại vì ở bên này á bụi rất là nhiều ở trong nhà cũng bụi rất là nhiều nên là mình hay là vũ mền mùng ở ngoài cửa sổ nè ibu thôi rồi hả rồi chủ bụi vũ bụi không cái mền á vũ mền mùng ibu ibu là cái mền đó các bạn nè thôi ta thì bình thường thôi vô cộng với au thành 털어요. 네, 이불을 털어요. 이불을 털어요. 요맨. 네, 오늘 영상 여기까지만 합니다. 네, 수고 많으셨습니다. 다음 시간에 또 만나요. 안녕히 계세요.